Ngày 11 tháng 3, Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Cẩm, linh mục, sinh năm 1810, mất năm 1859. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Matthew chương 7 câu 12. Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Cẩm sinh vào năm 1810 tại làng Cẩm Giàng hay Cẩm Chương, xứ Kẻ Roi, tỉnh Bắc Ninh. Về sau, cậu theo gia đình về quê tại xứ Lai Tê, giáo phận Bắc Ninh. Với trí thông minh sắc sảo, từ thuở nhỏ, ngài đã được nhận vào chủng viện và được thụ phong linh mục. Sau khi thụ phong linh mục, cha Cẩm chọn sống theo linh đạo dòng Ba Đa Minh. Ngài rất nhiệt tâm hoạt động tông đồ, cổ vũ lòng sùng kính chuỗi mân côi, được bề trên cùng mọi người yêu mến. Cha Cẩm sinh quán Bắc Ninh thuộc giáo phận Đông, nhưng tình nguyện phục vụ trong giáo phận Trung vì số tín hữu Công giáo tại đây đông gấp 3 lần. Khi cuộc bách hại trở nên gay gắt vì lợi ích giáo dân, cha phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Khi sứ vụ đòi hỏi, cha sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu dù có phải gặp nguy cơ bị bắt. Đầu năm 1859, cơn bách đạo trở nên gắt gao. Một hôm, khi đang thi hành mục vụ ở giáo họ Hà Lan, người ta phát hiện ra cha và tố cáo với quan. Họ tố cáo không phải vì ghét cha, nhưng là để được trọng thưởng. Ngày 21 tháng 1 năm 1859, cha bị bắt, giải về tỉnh Hưng Yên. Trước tòa quan tổng đốc, cha Cẩm tự nhận là đạo trưởng và chấp nhận mọi khổ hình, đòn roi, chứ không chấp nhận việc chà đạp thánh giá. Thấy không thể lung lay đức tin của ngài, quan ra lệnh nhốt cha Cẩm vào một cái củi hẹp và tù túng suốt nhiều tháng liền. Trong tù, với trái tim nhân hậu, cha đã được sự cảm mến của cai tù và lính canh gác. Họ chấp nhận cho các tín hữu thường xuyên thăm viếng ngài. Nhờ đó, cha có thể liên lạc thư từ với đức cha giáo phận Valentino Vinh. Cha giải bày với đức cha lòng trung kiên với Đức Kitô và ước nguyện được diễm phúc tử đạo. Đức cha Valentino Vinh đã gửi cha hương vào thăm và ban bí tích cho cha. Ngày nhận được tin sự trảm, cha đã không che giấu được niềm hạnh phúc vì sắp được hiến dâng chính mạng sống mình. Án lệnh chém đầu được thi hành ngày 11 tháng 3 năm 1859 tại Pháp trường Ba Tòa, tỉnh Hưng Yên, dưới thời vua Tự Đức. Thi hài của cha được an táng tại giáo xứ Lai Tê, giáo phận Bắc Ninh. Hiện tại, hài cốt của cha vẫn còn được lưu giữ tại nhà thờ này. Linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Cẩm được nâng lên hàng chân phước vào ngày 29 tháng 4 năm 1951 và được tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.